Xin chào mọi người đang xem live của ekip bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn ạ. À. Hiện tại thì em đang có mặt trong phòng phẫu thuật nha mọi người. Và bác Văn lại vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật ngực, đi đường chân ngực cho chị khách hàng ạ. À. À, chị khách này thì tìm tới bác với tình trạng vòng một cũng khá là nhỏ thôi. Và mong muốn của khách hàng là đặt lên sở hữu một cái vòng một mà nó vừa phải, nó cân đối, nó hài hòa với cái thân hình của khách hàng đó mọi người. À, khách ngày hôm nay của em chọn dòng túi Motiva nha mọi người. Size túi là size 265 ạ. À. Đây là thẻ bảo hành nha mọi người. Làm xong thì sáng hôm sau tụi em sẽ phát thẻ bảo hành này để cho khách mang về nhà. Ngay bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người xem hình ảnh ngực của chị khách này trước khi mổ. Mọi người có thể thấy là vòng 1 của khách hàng này cũng rất là nhỏ nè. Và mong muốn là sở hữu một vòng 1 to hơn và sexy hơn. Nên là có tìm tới bác sĩ Văn để đặt túi ngực vào vòng 1 nha mọi người. Để cải thiện lại cái vòng 1 này căng tròn và sexy hơn. Mong muốn của khách á, khách cũng có chia sẻ với em là rất là thích mặc những cái đồ hai dây, đồ cúp ngực rồi này kia nè mọi người. Nhưng mà tại vì ngực lép quá, mặc lên không có thấy ngực mà phải mặc những cái áo bra rất là dày nên rất cảm thấy rất là tự ti luôn. Thì đây ạ, vòng 1 sau khi mà bác Văn vừa mới hoàn thành xong, mọi người có thể thấy là chị này đã sở hữu được vòng 1 căng tròn và sexy hơn nha. À, độ nhô rất là cân đối luôn đây ạ. Khen ngực thì bác cũng có tạo khe lại cho khách hàng nữa. Khách nhà em hôm nay thì chọn đi đường chân ngực nha mọi người. Mong muốn của khách là mau lành thương với lại dễ chăm sóc vết thương hơn nữa, nên là có chọn đi đường chân ngực. À, chị em nào mình đang quan tâm dịch vụ nâng ngực, mọi người cứ liên hệ cho bác nha, thông qua số hotline em để đây nè. Bác sẽ tư vấn thăm khám và hỗ trợ cho mọi người nha. Em xin phép là em sẽ xuống live bây giờ để cho bác cùng ekip hoàn tất những cái khâu cuối cùng để khách hàng này chuyển vào phòng hồi sức ạ.